truy bắt nghi phạm bắn 3 người, phóng hỏa đốt nhà ở Vĩnh Long. Bắt đối tượng cướp tài sản, đâm tử vong nữ chủ quán ăn ở Long An. Bất ngờ lý lịch đối tượng truy sát cả nhà vợ ở Nghệ An. Giải cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy ở Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh trong Tết liên quan tới vụ đối tượng Hoàng Văn Lan sinh năm 1978 ngụ tại Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An dùng dao truy sát cả nhà vợ khiến cho vợ, mẹ vợ tử vong, bố vợ trọng thương. Theo xác minh, đối tượng Hoàng Văn Lan từng là siêu trộm khét tiếng một thời. Cụ thể, Lan từng phải thụ án nhiều năm vì tội trộm cắp tài sản tại huyện Yên Thành. Bằng nhóm của Hoàng Văn Lan thực hiện trộm cắp hàng chục chiếc xe máy có giá trị và bán ra thị trường cho nhiều đối tượng hám rẻ. Thời điểm đó, theo trí nhớ của một trinh sát hình sự phải mất rất nhiều thời gian điều tra, theo dõi mới bắt được Hoàng Văn Lan. Một trinh sát hình sự lúc đó nhớ lại, Lan rất ít khi ở nhà, Lan thường xuyên ăn, ngủ tại các khách sạn ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Có khi, Lan trốn tận thành phố Hồ Chí Minh cả tháng trời. Sau khi Lan ra tù, có thông tin Lan vào thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó như đã đưa tin, Hoàng Văn Lan, sinh năm 1978, Xuân Phú, Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An, đã dùng dao truy sát, khiến vợ, mẹ vợ tử vong. Bố vợ Lan bị trọng thương, sau đó, đối tượng này đã tự chấm dứt cuộc sống trên đồi thông. Thưa quý vị, mới đây, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại Vĩnh Long, khiến nhiều người bàng hoàng. Theo đó, bất ngờ một nghi phạm đã bắn tử vong một người, làm bị thương hai người khác, sau đó đốt nhà của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Chiều 25 tháng 1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang giáo riết truy bắt nghi phạm dùng vật giống súng bắn chết người, làm bị thương hai người khác, sau đó đốt nhà của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, người dân ở ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng. Mọi người chạy đến thì phát hiện có 3 người bị bắn, gồm ông HNC, 59 tuổi, bà NTKH, 60 tuổi và anh HBD, 40 tuổi, cùng ngụ ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Sau khi bắn ba nạn nhân, nghi phạm đã dùng xăng đốt nhà của ông HVV, 60 tuổi, cha ruột của anh D, rồi lên xe máy biển số 74F5 7748 tẩu thoát. Người dân đưa ba nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, bà Hát đã tử vong trên đường đi. Tiếp nhận tin báo, các đội nghiệp vụ công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với công an huyện Mang Thít đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Đê vay tiền nhưng mất khả năng trả. Gần đây, có người đã nhiều lần đến đòi nợ anh Đê nhưng không được, sau đó xảy ra vụ việc trên. Hiện cơ quan công an đã xác định được nghi phạm là người đàn ông quê ở tỉnh Đồng Nai và đang tổ chức truy bắt đối tượng này. Thưa quý vị, có lẽ nhiều người vẫn chưa quên ám ảnh vụ việc một nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn bị sát hại cướp xe SH. Mới đây một vụ việc tương tự đã xảy ra, theo đó cảnh sát huyện Tân Thạnh, Long An vừa tạm giữ hình sự nghi phạm cướp tài sản, sát hại nữ chủ quán ăn Lưu Luyến Hai ở thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Cụ thể khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 1, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi đi vào quán ăn Lưu Luyến 2, huyện Tân Thành, tỉnh Long An. Thấy quán vắng khách, đối tượng dùng dao khống chế chủ quán để cướp tài sản. Thấy chủ quán la lớn, đối tượng cầm dao sát hại chủ quán rồi chạy ra đường. Phát hiện sự việc, người dân đã phối hợp với cảnh sát bắt giữ đối tượng. Danh tính đối tượng chưa được xác định, sau đó nữ chủ quán được xác định là đã tử vong. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về người và của. Mới đây tại Hà Nội, lực lượng cảnh sát đã kịp thời triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, đưa 3 người mắc kẹt tại tầng 5 của ngôi nhà, trong đó có một người bị thương ở chân, không tự di chuyển được xuống khu vực an toàn. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 25 tháng 1 năm 2024, xảy ra cháy tại số nhà 37, ngõ 11A Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Căn nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 75m2, dạng nhà ống gồm 6 tầng, Đám cháy xuất phát tại khu vực phòng thờ tại tầng 2 của ngôi nhà, với chất cháy chủ yếu là các vật dụng gia đình như giường, nệm mút, tủ thờ. Toàn nhiều khói lên phía các tầng trên. Nhận được tin báo, trung tâm thông tin chỉ huy 114 đã điều động hai xe chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Ngay khi tiếp cận hiện trường, quan nắm bắt thông tin có người trong gia đình còn mắc kẹt trong đám cháy chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng triển khai tổ trinh sát, gồm 6 cán bộ chiến sĩ, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khu vực số 2, mang theo thiết bị phá rỡ đa năng, cùng trang thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở, tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên các tầng nhà. Cùng với đó, triển khai tổ chức chữa cháy tại khu vực tầng 2, kết hợp phun mưa đẩy khói để tạo điều kiện cho tổ trinh sát. Khẩn trương di chuyển lên các tầng phía trên để tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ người còn mắc kẹt trong đám cháy. Qua đó đã kịp thời triển khai công tác cứu nạn cứu hộ đưa ba người mắc kẹt tại tầng năm trong đó có một người bị thương ở chân không tự di chuyển được xuống khu vực an toàn thời điểm này nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng chấn an đeo bình thở cách ly cho nạn nhân và tổ chức đưa người bị nạn đến vị trí an toàn một nạn nhân bị thương ở chân được chiến sĩ cõng hai nạn nhân còn lại được đeo bình thở và được cán bộ chiến sĩ hướng dẫn di chuyển đến vị trí an toàn sau thời gian khẩn trương tổ chức cứu nạn cứu hộ và triển khai tổ chức chữa cháy, đến khoảng 17 giờ 35 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Nơi tiếp chương trình sẽ là những nội dung mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 25 tháng 1, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, đội quản lý thị trường số 25, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, phối hợp với công an địa phương và một số đơn vị phát hiện 40 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và dịch bệnh tai xanh tích trữ tại huyện Trường Mỹ. Vụ việc được phát hiện khi các lực lượng chức năng kiểm tra hai kho đông lạnh của ông Nguyễn Bá Minh, sinh năm 1976, trú thôn Quang Trung, xã Hữu Văn, huyện Trường Mỹ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Minh khai nhận trong kho hàng của ông chứa trữ khoảng 4 tấn hàng hóa là thực phẩm. Tuy nhiên, thực tế số hàng hóa mà tổ công tác phát hiện tại hai kho lạnh của ông Minh là 40 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngày 25 tháng 1, qua công tác nghiệp vụ, công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị tổ chức phá thành công chuyên án bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển 30 kg ma túy tổng hợp, ma túy đá trên xe ô tô 12C 10073 di chuyển theo hướng Lạng Sơn Đồng Đăng. Đây là vụ vận chuyển ma túy có số lượng lớn. Các đối tượng liên lạc và thực hiện hành vi tinh vi, khép kín, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của các cơ quan chức năng việc đấu tranh thành công chuyên án thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công an tỉnh và tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm của lực lượng công an Lạng Sơn trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, có phần giữ vững trật tự xã hội trên địa bàn. Ngày 25 tháng 1, công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là băng nhóm móc túi chuyên nhắm đến những người đi xe buýt vừa bị công an quận 1 triệt phá. Bước đầu, cơ quan công an củng cố, xác định nhóm này thực hiện các vụ trộm cắp vào các ngày mùng 5, mùng 6 tháng 1 và 15 tháng 1. Chỉ trong ngày 15 tháng 1, nhóm này đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy bắt tất cả những người có liên quan. Đồng thời, đề nghị ai là nạn nhân của nhóm móc túi này đến công an quận 1, số 73 đường Yes Xanh, phường Ông Cầu Lãnh, quận 1 để trình báo hỗ trợ điều tra. Ngày 25 tháng 1, tin từ Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, Đại úy Nguyễn Sơn Hà, cán bộ đội tham mưu Công an huyện Nam Đàn, trên đường đưa vợ đến bệnh viện, đã kịp giải cứu nữ nạn nhân và bắt nghi phạm. Theo đó, đêm ngày 5 tháng 1, khi đang đưa vợ đến bệnh viện, đồng chí Hà nghe tiếng kêu cứu của một cô gái nên đã tiếp cận giải cứu, bắt giữ đối tượng có hành vi định làm nhục cô gái này. Đại úy Hà được Công an tỉnh Nghệ An thông báo biểu dương gương người tốt việc tốt và được Ủy ban Nhân dân xã Hưng Hòa tặng giấy khen. Mẹ của chị T đã viết thư cảm ơn Đại úy Hà và lực lượng công an. Mới đây, Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tạm giữ và làm việc với 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hơn 1 tấn pháo nổ. Cụ thể, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 25 tháng 1, Công an huyện Đức Linh bắt quả tang LVN, 51 tuổi, đang điều khiển xe ô tô bán tải, vận chuyển pháo nổ từ biên giới Campuchia. Kiểm tra bên trong xe ô tô, tổ công tác phát hiện 22 bao tải Bên trong có chứa 400 hộp pháo hoa, loại 49 ống phóng, 40 hộp pháo hoa nổ, loại 100 ống phóng và 18 bịch pháo bi, tổng trọng lượng khoảng 849 kg. Thưa quý vị liên quan đến vụ việc ba người trong một gia đình ở Vĩnh Long bị bắn vào trưa ngày 25 tháng 1, chứng kiến vụ việc xảy ra, nhiều nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng thương tâm lúc đó. Sáng ngày 26 tháng 1, tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, gia đình đang tổ chức tang lễ cho bà NTKH 60 tuổi, không khí đau thương bao trùm lên căn nhà khi thời điểm Tết Nguyên đán cận kề. Chị HTHQ, 31 tuổi, con gái bà Hát chứng kiến cảnh mẹ mình bị bắn kể lại. Thời điểm đó, chị và cha mẹ vừa ăn cơm xong. Cha chị là ông HNC, 59 tuổi, đang nằm trên võng. Mẹ chị từ nhà sau đi ra thì phát hiện Phạm Quốc Huy, 50 tuổi, tìm tới nhà. Do Huy từng đến đây đòi nợ nên bà Hát quay vào thông báo với chồng và con. Lúc này, anh HBD, 40 tuổi, con của ông B, nhà kế bên cũng đi sang. Huy một tay cầm dao, một tay cầm súng. Chị Quy cho biết, anh ta bắn vào cha tôi nhưng hụt. Sau đó bắn tiếp một phát nữa rồi mới bắn vào đầu mẹ tôi. Mẹ và cha tôi đều quỵ xuống. Tôi đứng chết lặng thì anh ta nói, tao tha cho mày, rồi sang nhà kế bên tìm anh Đê. Sau khi tìm gặp anh Đê trong nhà, Huy nổ súng bắn rồi tạt xăng châm lửa đốt nhà. Rồi nhanh chóng lên xe tàu thoát khỏi hiện trường, trước khi người dân kịp tiếp cận. Ông HVB 60 tuổi, cha của anh D cho biết, con trai mình đi làm nghề lái xe ở Đồng Nai từ lâu và trở về quê hơn nửa năm nay, chưa có việc làm. Huy từng hai lần xuống nhà tìm anh D để đòi tiền, nhưng không ngờ lần này lại có âm mưu lớn như vậy. Ông B chia sẻ, tên Huy từ lúc vô nhà nổ súng bắn người, ta xăng đốt nhà chỉ trong hơn 5 phút. Lúc vụ việc xảy ra, ông B đang đi rước cháu ngoại, được người thân gọi điện báo, ông vội vã trở về nhà thì bên trong nhà đã có nhiều đồ đạc cháy rụi, người dân đang hỗ trợ dập lửa. Ba người dân bị thương cũng được đưa đi cấp cứu. Về món nợ của con trai, ông B cho biết không nghe con trai nhắc đến. Theo đó, ngày 26 tháng 1, Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang truy bắt nghi phạm gây ra vụ nổ súng ở xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 25 tháng 1, Phạm Quốc Huy 50 tuổi, mặc áo đen, quần jean, đeo khẩu trang, chạy xe máy đến nhà ông HVB 60 tuổi ở ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Sau một lúc lớn tiếng nói chuyện với người trong nhà, Huy rút súng bắn anh Đê, ông C và vợ là bà Hát. Ông C và bà Hát là chú thím của anh Đê, nhà ở sát bên. Sau khi nổ súng, Huy lạnh lùng ta xăng đốt nhà ông B rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà Hát tử vong trên đường đến bệnh viện. Được biết, anh Đê từng làm thuê ở Đồng Nai vay tiền của một số người nhưng mất khả năng chi trả, sau đó bỏ về quê. Gần đây, một số người nhiều lần tìm đến nhà của cha anh đây đòi nợ nhưng không được. Mới đây hàng chục hộ dân tại ấp 1 xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh đã sống trong cảnh lo lắng trước một con khỉ đực hung hăng thường vào nhà trộm đồ ăn và phá tài sản, thậm chí còn tấn công các vật nuôi sống xung quanh khu vực. Ngày 26 tháng 1, nguồn tin từ Tri Cục Kiểm Lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa đưa một cá thể khỉ đuôi dài từ huyện Nhà Bè về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Trước đó tại cuối hẻm 765, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện một con khỉ thường xuyên quậy phá đồ đạc và tấn công thú nuôi của người dân. Theo thông tin ban đầu, con khỉ này đã tấn công và khiến một con chó của người dân nuôi thiệt mạng. Nhận thấy con khỉ dữ xuất hiện có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em tại khu vực nên người dân đã trình báo Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước. Tiếp nhận phản ánh, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước đã cử cán bộ khảo sát và liên hệ tri cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh để lên phương án xử lý. Ngày 24 tháng 1, các cán bộ kiểm lâm đã đến địa phương và mật phục tại nhà dân. Khi con khỉ xuất hiện, cán bộ kiểm lâm đã cầm súng bắn gây mê và bắt con vật thành công. Theo thông tin từ cán bộ kiểm lâm, đây là cá thể khỉ đuôi dài đực, nặng khoảng 7 kg khi đuôi dài thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Ngày 26 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bắt giam đối với 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Để che mắt cho việc vay nặng lãi, nhóm đối tượng này đã giả dạng dưới hình thức buôn bán kinh doanh và thường xuyên làm từ thiện. Ngày 26 tháng 1, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin vừa triệt phá nhóm tín dụng đen cho vay lãi nặng do Trần Đình Quân, 42 tuổi, Đà Nẵng cầm đầu. Trương Việt Hoàng, 23 tuổi, quê Nghệ An và Vương Quang Hiệp, 38 tuổi, quê Hà Nội là người giúp sức tích cực cho Quân. Thủ đoạn cho vay lãi nặng của nhóm này là bằng hình thức giả lập như cầm cố, thế chấp ô tô, sổ đỏ vay tiền. Quân chỉ đạo Hoàng thay mình điều hành đường dây này. Quân còn tỏ ra là dân kinh doanh, thường xuyên làm từ thiện để che giấu thân phận. Hoàng và Hiệp đứng ra thực hiện các giao dịch cho vay, thu hồi nợ. Nhiều con nợ đã bị nhóm này tác động vật lý, khủng bố tinh thần người thân của họ cũng bị đe dọa. Điển hình như vụ việc của nạn nhân P và Q vay nợ với số tiền 7 tỷ đồng. Vì làm ăn thất bại nên không có tiền trả gốc và lãi, nên quân đã chỉ đạo Hoàng, Hiệp đưa con nợ về nhà tại đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, ra tay hành hung, ép buộc trả nợ. Khi bị ra tay để ép buộc trả nợ, thì P và Q kể rằng có cho anh T vay 2,9 tỷ đồng. Vì vậy, nhóm này tìm đến nhà anh T để thu hồi số nợ. Hoàng và Hiệp đã bắt anh Tê viết giấy nợ 2,9 tỷ đồng. Nhưng anh Tê không đồng ý nên Hoàng và Hiệp giam lỏng anh Tê trong căn nhà của mình và cho người giám sát liên tục 24 trên 24. Khi anh Tê đưa con đi học, sẽ bị bốn người đi kèm. Chiều ngày 18 tháng 1, các trinh sát hình sự đã đồng loạt xuất kích. Một tổ cảnh sát ập vào nhà anh Tê khống chế, bắt giữ Hiệp khi đối tượng đang tiếp tục uy hiếp anh Tê. Một tổ trinh sát khác bắt Hoàng khi người này vừa đi thu tiền nợ về. Tại cơ quan công an, Hai người này khai, tổ chức cho vay lãi nặng và thu hồi nợ bằng mọi cách đều do quân chỉ đạo. Ngay sau đó, quân bị bắt giữ. Công an đã khám xét nơi ở và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng của nhóm này. Trong dịp Tết, hoa đào là một trong những loại hoa rất được ưa chuộng ở mỗi gia đình. Vào ngày lễ cổ truyền, các gia đình dù có thiếu đến mấy cũng phải có một cành đào trang trí trong nhà cho ra không khí Tết. Tuy nhiên, dịp Tết cũng là thời điểm trộm cắp lợi dụng sơ hở để hoành hành. Nhưng mới đây trên mạng xã hội đang xôn xao câu chuyện một gia đình bị trộm cây đào khi vừa mua về để trưng bày Tết. Đoạn clip đang thu hút sự bàn tán của cư dân mạng bởi nhân vật trộm cây đào lại đi ô tô 4 chỗ và ngang nhiên bê cây như ở trốn không người. Cụ thể trong video cắt từ camera giám sát cho thấy, thời điểm xảy ra là khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 1, lúc này trời đang còn nhập nhọn tối. Cây đào lớn được đặt trưng bày ngay trước sân nhà, trên cây có treo đèn led sáng lấp lánh để trang trí. Tiếp đó có một người ăn mặc kín mít, đầu đội mũ và che mặt, bước từ trên ô tô xuống rồi tiến lại gần cây đào. Trong tích tắc, người này cuột ngã cây đào khiến nó nằm đổ ngang xuống đất. Nhưng vì cây đào khá lớn và nặng, tên trộm đã phải quay lại ô tô, lấy thêm dụng để lấy cây cho dễ. Sau ít phút loay hoay, kẻ gian đã thành công bê cây đào thế, đưa vào cốp xe của mình rồi ung um dung phóng đi mất. Theo chia sẻ, chủ nhân đoạn video cho biết, gia đình anh mới mua được một cây đào thế rất đẹp, nhưng không ngờ chỉ hai hôm sau thì cây đào đón Tết của gia đình đã không cánh mà bay, chỉ còn chiếc chậu rỗng cùng ít đất và sỏi rơi giữa sân nhà. Sau đó gia chủ đã check camera và chứng kiến được màn trộm cắp không thể táo tợn hơn của kẻ xấu. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều tỏ ra hoang mang và tiếc thay cho gia chủ khi để mất cây đào vào tay kẻ gian. Bên cạnh đó, nhiều người không khỏi bất ngờ trước sức mạnh của gã trộm, bởi nhìn mắt thường cũng có thể thấy cây đào rất lớn, nhưng một mình y đã có thể bê đi dễ dàng. Đồng thời cũng có một số ý kiến cho rằng chủ nhà nên nhờ công an vào cuộc điều tra. Tuy nhiên phía gia đình bị mất chia sẻ vì kẻ gian chủ đích ra tay nên đã đậu xe tránh camera, không ghi lại được biển số xe thì sẽ rất khó tìm ra tung tích tên trộm. Hiện sự việc vẫn đang khiến dân tình xôn xao bàn tán. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 26 tháng 1, người dân phát hiện căn nhà gồm một trệt thai lầu nằm trong hẻm 453 Lê Văn Sĩ, phường 12 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh xảy ra hỏa hoạn nên hô hoán, tìm cách phá cửa dập lửa và chi hô người bên trong biết. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong căn nhà có hai vợ chồng, hai người con và một người lớn kịp thời phát hiện cháy nên hốt hoảng chạy lên tầng thượng rồi leo qua nhà hàng xóm nên may mắn thoát nạn. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 3 điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường Không chế đám cháy. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng, thiêu rụi. Bức tường của hai nhà liền kề bị ám khói đen. Theo những người dân xung quanh, thì tầng trệt của căn nhà là tiệm hớt tóc, có ba xe máy bị cháy rụi bên trong. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Mới đây, công an huyện Đông Giang Quảng Nam cho biết đã bắt giữ Plong Văn Hùng, 19 tuổi, trú tại thôn Đờ Hami, xã Ba, huyện Đông Giang, để điều tra về việc phóng hỏa chốt quản lý bảo vệ rừng tại thôn Đờ Hami, xã Ba, huyện Đông Giang. Qua đấu tranh, Hùng khai nhận vào tối ngày 19 tháng 1 đã đột nhập vào chốt quản lý bảo vệ rừng để trộm cắp tài sản. Khi phá cửa vào bên trong thì đối tượng phát hiện và lấy một máy cưa đem cất giấu ngoài rừng. Tuy nhiên, do lo sợ mình để lại dấu vết phạm tội, Hùng đã quay lại rút xăng từ xe máy hiệu Yamaha Sirius đổ xuống nền nhà châm lửa đốt. Quan sát thấy chốt đã cháy, Hùng về nhà ngủ. Đến sáng thì vào rừng bẫy thú nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Bước đầu, đối tượng Hùng khai nhận việc đổ xăng đốt chốt bảo vệ rừng là nhằm xóa dấu vết trộm cắp của mình, hoàn toàn không vì động cơ mục đích nào khác. Cơ quan điều tra đã thu một cưa máy là tăng vật mà Hùng trộm cắp. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ. Vụ cháy làm thiêu dụ nhiều tài sản bên trong, trong đó có xe máy và máy cưa của chốt. Ngày 26 tháng 1, tin từ công an tỉnh Kiên Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá đã bắt giam Dương Công Hiệu, sinh năm 1977, ngụ tại phường An Bình, thành phố Rạch Giá, 2 tháng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo kết quả điều tra, vào khoảng 6 giờ ngày 25 tháng 1, hiệu điều khiển ô tô hiệu GF, biển số 65A 02599, chạy đến một ngã tư trong trung tâm thương mại Rạch Sỏi, rồi đốt 4 pháo sáng, sau đó chạy vòng tròn gây náo loạn. Tiếp theo, hiệu lấy cô nhị khúc, đứng giữa ngã tư mùa võ, làm mất an ninh trật tự, gây ảnh hưởng đến người đi đường, cũng như người dân sinh sống và làm việc gần đó. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố Rạch Giá đến khu vực để phân luồng giao thông và giải tán người dân. Theo công an, trước đó, Hiệu cũng từng thực hiện hành vi này và được mọi người nhắc nhở, nhưng Hiệu vẫn phớt lờ và cho rằng việc làm khác người này làm Hiệu cảm thấy rất vui. Ngày 26 tháng 1, Ban Quản lý Khu Trung cư HH Linh Đàm, Khu Đô Thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, tại hầm gửi xe của trung cư hiện có khoảng 200 xe máy, xe điện vô chủ. Trước đó, qua giả soát phòng chống cháy nổ tại khu H Linh Đàm, Ban Quản lý và Cơ quan Chức năng ghi nhận số phương tiện trên đã để trong hầm từ nhiều năm qua nhưng không xác định được chủ sở hữu. Bởi lẽ, hệ thống dữ liệu trông giữ phương tiện sau 1 đến 2 năm sẽ hết hạn. Đơn vị cũng không lưu giữ thời gian phương tiện ra vào hầm, vì sau đó dữ liệu mới sẽ ghi đè lên dữ liệu cũ. Vì vậy, ban quản lý đưa những phương tiện trên lên sân tòa nhà và kêu gọi chủ phương tiện đến nhận. Tuy nhiên, dù đã thông báo trên loa truyền thanh và nhiều hình thức thông tin khác, nhưng đến nay cũng chưa có ai đến nhận. Ban quản lý trung cư cũng đã kiến nghị với Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt giả soát tìm phương án xử lý sớm nhất nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ. Thưa quý vị, mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng này đang điều tra vụ sát hại người rồi nghĩ quẩn xảy ra trên địa bàn nạn nhân may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng nghi phạm thì được xác định đã tử vong trên xe ô tô. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối qua tại phường 3 thành phố Đông Hà. Thời điểm này, bà Nguyễn Thị G, 53 tuổi, đang ở nhà, thì một người đàn ông xông vào dùng roi điện tấn công. Bà G vùng vẫy chống cự chạy thoát, thì người này tiếp tục đuổi theo, dùng dây điện xiết cổ, cho đến khi bà G không còn vùng vẫy nữa thì người này mới bỏ đi. Tuy nhiên, nạn nhân không tử vong mà chỉ bị thương, sau khi tỉnh dậy đã hô hoán mọi người và báo cho cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an địa phương vào cuộc truy xét. Nghi phạm được xác định là LTD, 48 tuổi, chú phường Đông Thanh cùng thành phố Đông Hà. Lực lượng công an đã dò ra dấu vết của nghi phạm tại khu vực sau lưng Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Quảng Trị. Khi tiếp cận chiếc ô tô của nghi phạm tại vị trí này, lực lượng công an phát hiện người này đã tử vong. Bên trong xe có một bếp than chứa một cục than tổ ong đã cháy. Gần đó có một bức thư, nội dung bức thư cho biết, nghi phạm có vay nợ một số tiền lớn của bà G, tuy nhiên đến thời điểm này, nghi phạm không thể trả, nên đã nảy sinh ý định sát hại bà G, sau đó nghĩ quẩn vì biết không thể thoát được khỏi bản án mình sẽ phải mang. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 1, tòa nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ cướp ngân hàng Sacombank xảy ra trên địa bàn vào hồi tháng 3 năm 2023. Tại phiên tòa, khi được hỏi về lý do thực hiện hành vi phạm tội, người tham dự đã không khỏi sừng sốt trước câu trả lời cướp ngân hàng để quay lại cuộc sống bình thường của các bị cáo. Tại tòa, các bị cáo Trương Minh Thiện, 35 tuổi, Rủ Trương Vĩnh Sương, 35 tuổi và Hà Vĩ Toàn, 34 tuổi, cùng ngụ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được hỏi về động cơ dẫn tới hành vi phạm pháp, Thiện là người đầu tiên trả lời. Đối tượng khai ý định cướp ngân hàng nảy sinh là do đã đi vào đường cùng. Bị cáo này kể, từng mở một tiệm kinh doanh pizza và xăm hình, nhưng do dịch Covid-19 khiến cho việc làm ăn thất bại, mắc nợ một khoản tiền lớn. Do đó bị cáo muốn kiếm tiền trả nợ để quay lại cuộc sống bình thường. Bị cáo Sương thì khai do không có tiền cho mẹ chữa bệnh, nên khi thiện rủ đi cướp ngân hàng, Sương đã đồng ý. Phần toàn thì nói tham gia vụ cướp vì lòng tham, muốn kiếm tiền nhanh. Trước đó, sau khi bàn bạc kế hoạch cướp ngân hàng, vào ngày 1 tháng 3 năm 2023, thiện phân công Sương vào phòng giao dịch xem có người rút tiền, thì thông báo cho Thiện và Toàn dàn cảnh cướp, sương vào ngân hàng chờ, nhưng không thấy có người rút tiền nên cả ba bỏ đi. Khoảng 14 giờ ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023, nhóm này đến ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8. Sau đó Thiện đứng dậy, rút khẩu súng, dơ lên nói, mọi người đứng im, đưa hết tiền đây. Hai bảo vệ và một số nhân viên ngân hàng làm theo, Thiện nói Toàn vào bên trong lấy tiền. Toàn thực hiện nhưng không tìm thấy tiền nên Thiện và Toàn bỏ chạy. Hôm sau Thiện và Sương bị công an bắt, Toàn ra đầu thú vào ngày mùng 7 tháng 3 năm 2023. Khám xét nhà của Thiện, công an thu giữ một cây súng nhựa. Cơ quan điều tra xác định khẩu súng sử dụng đạn bi nhựa là đồ chơi nguy hiểm bị nghiêm cấm. Thiện nói mua khẩu súng này với giá 200.000 đồng để bán chuột, sau đó mới nảy sinh ra ý định dùng để cướp ngân hàng. Xem xét vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Minh Thiện 9 năm tù, Trương Vĩnh Sương 8 năm 6 tháng tù và Hà Vĩ Toàn 9 năm tù cùng về tội cướp tài sản. Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong và hàng chục người bị thương xảy ra trên cao tốc La Sơn Túy Loan, nhiều tài xế lưu thông qua cao tốc này nhận định tuyến đường tồn tại một số bất cập như nhiều đoạn dốc, khúc cua gấp khiến tầm nhìn bị hạn chế, tốc độ quy định liên tục thay đổi khiến tài xế dễ mất tập trung. Cao tốc La Sơn Túy Loan do ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng vào cuối năm 2013, đến tháng 4 năm 2022, tuyến đường hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác đoạn La Sơn Hòa Liên với 66 km, quy mô hai làn xe rộng 12 m. Tốc độ cho phép của cao tốc là 60 cho đến 80 km/h. Mới đây trên cao tốc La Sơn Túy Loan xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, ô tô khách 45 chỗ ngồi lao xuống vực sâu, khiến cho hai người tử vong, 20 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do thời tiết có mưa, nhiều sương mù gây hạn chế tầm nhìn và tài xế buồn ngủ. Trong 66 km cao tốc có hơn 11 km xuyên qua vườn quốc gia Bạch Mã với địa hình đồi dốc tạo nhiều khúc cua. Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng, đoạn cao tốc La Sơn Hòa Liên được các đơn vị chức năng dự báo tiềm ẩn tai nạn giao thông trước khi đưa vào sử dụng. Tuyến đường đã được cảnh báo có rất nhiều điểm bất cập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong buổi làm việc mới đây với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ông Nguyễn Thanh Bình, giám đốc khu quản lý đường bộ 3, cục đường bộ Việt Nam cho hay, nhiều trường hợp lưu thông trên tuyến đường này chưa đảm bảo ý thức về chấp hành hạn chế tốc độ 60 km/h đối với xe khách trên 16 chỗ và xe tải trên 10 tấn. Ngoài kiến nghị cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm, ông Bình đề xuất lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera giám sát, các nhà mạng cần bổ sung trạm phát sóng trên tuyến để phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn khi cần thiết. Nhiều tài xế cho rằng do địa hình dốc nên xe tải trọng lớn khó tuân theo quy định cho phép ở một số đoạn. Điều này dẫn đến các xe phía sau khó vượt, gây ảnh hưởng đến tốc độ khi lưu thông trên cao tốc. Đại diện ban quản lý đường Hồ Chí Minh cho biết, thực tế cao tốc La Sơn Túy Loan giai đoạn 1 được thiết kế và khai thác theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi tốc độ cho phép tối đa chỉ 80 km h chưa đủ tiêu chuẩn gọi là đường cao tốc. Theo quy định, cao tốc phải giải phân cách nhưng tuyến đường này không có. Theo vị đại diện này, lý do có bất cập trên từ phân kỳ của dự án. Theo đại diện Ban Quản lý Đường Hồ Chí Minh, đối với những đoạn cua gấp hay đường đeo dốc đều đã được cắm biển báo hạn chế tốc độ. Tài xế chạy nhanh thì khó kiểm soát và dễ gây tai nạn. Đặc biệt khi thời tiết có mưa, đường trơn và sương mù, tài xế cần tuân thủ tốc độ quy định. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, tại cuộc họp quý 4 năm 2023 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức, ngành chức năng tỉnh đã thông tin chính thức vụ Đại úy Trần Hoàng Ngôi, 32 tuổi, công an huyện Trà Ôn bị đứt hai chân khi truy bắt cát tặc. Ban giám đốc công an tỉnh sẽ bố trí vị trí công tác đảm bảo phù hợp với cán bộ này, còn hai đối tượng cát tặc đã bị phạt hành chính. Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết hiện sức khỏe của Đại úy Trần Hoàng Ngôi đã ổn định, vết thương tiến triển tốt, đang dần bình phục đại úy ngôi đang điều trị vật lý trị liệu để lắp chân giả tại bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp ở thành phố hồ chí minh theo chẩn đoán của các bác sĩ sức khỏe của đại úy ngôi tiến triển tốt nên việc lắp chân giả sẽ dễ dàng và có khả năng tự đi lại được sau thời gian tập luyện. Trước đó, vào khoảng 22 giờ tối ngày 23 tháng 11 năm 2023, tổ tuần tra công an huyện Trà Ôn gồm 4 cán bộ, trong đó có đại úy Ngô Hoàng Ngôi, tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên sông Hậu. Tổ tuần tra phát hiện một ghe gỗ không số hiệu có hai đối tượng đang khai thác các trái phép tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành điều khiển phương tiện bỏ chạy ghe của đối tượng đã va chạm vào tàu của tổ tuần tra làm 4 cán bộ công an rơi xuống sông sau đó ba cán bộ công an bám được vào ghe của đối tượng riêng đại úy Ngô bị thương nặng đứt lìa hai chân nghi do cuốn vào chân vịt ghe của các đối tượng sau khi vụ việc xảy ra hai đối tượng cát tặc lên bờ bỏ trốn đại úy ngôi được đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ do vết thương rất nặng các bác sĩ phải cắt bỏ 1 phần hai đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái đại úy trần hoàng ngôi là con út trong gia đình có 6 anh chị em anh ngôi là cán bộ trưởng thành từ cơ sở có bà nội là mẹ việt nam anh hùng và cha là thương binh gia cảnh của đại úy ngôi cũng khó khăn bốn chị gái có cuộc sống riêng nhưng đều là lao động tự do công an tỉnh vĩnh long cho biết sau khi sức khỏe của cán bộ này hồi phục căn cứ nguyện vọng được tiếp tục công tác lâu dài trong ngành công an, căn cứ thể trạng và tình hình sức khỏe hiện tại, ban giám đốc công an tỉnh sẽ bố trí vị trí công tác đảm bảo phù hợp cho đại úy ngồi. Đối với hai đối tượng khai thác cát trái phép, công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, do tăng vật thu được chưa đủ định lượng để xử lý hình sự đối với hành vi khai thác trái phép. Do đó, công an huyện Trà Ôn đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện ra quyết định xử phạt hành chính mỗi đối tượng 25 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tăng vật. Công an tỉnh cũng chỉ đạo công an cảnh sát điều tra công an huyện Trà Ôn đưa vào quy trình xác minh tin báo, tố giác tội phạm, xem xét dấu hiệu tội phạm chống người thi hành công vụ có liên quan tới vụ việc nói trên, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định, hiện vụ việc vẫn đang được xác minh điều tra. Nối tiếp chương trình là những thông tin vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị cùng theo dõi. Bắt giữ hơn nửa tấn xúc xích không rõ nguồn gốc. Ngày 24 tháng 1, đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang phối hợp bắt giữ 530 kg xúc xích không rõ nguồn gốc Trước đó, ngày 19 tháng 1 năm 2024, tại khu vực mốc 639 thuộc địa phận xóm Lũng Pươi, xã Sóc Hà, Hà Quảng, đội biên phòng cửa khẩu Sóc Giang phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng tỉnh phát hiện bắt giữ hai đối tượng gồm Đào Văn Hùng, sinh năm 1982, trú tại xóm Cốc Sâu, xã Trường Hà; Triệu Thị Tranh, sinh năm 1986, trú tại xóm Nạp Pò, xã Quý Quân, Hà Quảng, có hành vi sử dụng xe ô tô biển kiểm soát 11C03130 vận chuyển trái phép 530 kg xúc xích không rõ nguồn gốc. Đội biên phòng cửa cầu Sóc Giang ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với hai đối tượng Hùng và Tranh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số xúc xích trên theo quy định. Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm dịp Tết Nguyên đán. Để tạo điều kiện cho người dân và du khách thuận lợi di chuyển, vui chơi trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo sẽ tạm dừng hoạt động không gian phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận phố cổ Hà Nội. Theo đó, thời gian tạm dừng hoạt động không gian phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận phố cổ Hà Nội được tính từ ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức ngày 30 tháng Chạp, và mở lại từ 19 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2023, tức ngày 14 tháng Giêng. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị, ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công đảm bảo an ninh, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách. Mưa rét thấu xương, cảnh sát giao thông vẫn bám đường tuần tra phân luồng giao thông. Đang giai đoạn cao điểm Tết nên mặc dù mưa rét, lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương vẫn xuống đường kiểm tra, xử lý vi phạm phân luồng giao thông. Trong mấy ngày qua, các tỉnh thành phố miền Bắc bước vào đợt rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay, khiến nền nhiệt giảm sâu dưới 10 độ, kèm theo mưa. Một số tỉnh miền núi còn xuất hiện băng giá. Mưa rét đúng vào giai đoạn cần Tết khiến nhu cầu đi lại, mua sắm tăng cao, gây áp lực giao thông trên nhiều tuyến đường. Đây cũng là thời điểm nhiều đối tượng lợi dụng phương tiện giao thông để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Bất chấp điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, lực lượng cảnh sát giao thông và công an nhiều địa phương vẫn bố trí quân số xuống đường tuần tra, xử lý vi phạm, phân luồng giao thông. Theo quan điểm dân gian, đầu năm đi lễ, cuối năm đi tạ. Hàng năm cứ đến rằm tháng chạp, người dân lại nô nước dâng lễ tạ cuối năm tại các đền phủ nhằm cảm tạ thánh thần đã che chở năm cũ và mong cầu cho năm mới nhiều bình an may mắn. Vậy nên dù đang trong đợt rét đậm rét hại, nhưng hàng nghìn người dân Hà Nội vẫn đến dâng lễ tạ rằm tháng chạp tại phủ Tây Hồ. Trưa ngày 15 tháng 12 âm lịch, tức rằm tháng chạp, dù đang đợt rét đậm rét hại, vẫn có rất đông người dân thủ đô đến lễ tạ tại phủ Tây Hồ đa phần là các bạn trẻ và dân văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa đến lễ phủ. Phủ Tây Hồ là điểm đến linh thiêng nổi tiếng tại Hà Nội. Phủ Tây Hồ phụng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong tứ bất tử, bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng Việt Nam. Nhân dân khắp trốn thường đến phủ để lễ Thánh Mẫu, cầu xin những điều may mắn, tốt đẹp. Chị Phạm Ngọc Ánh, 28 tuổi, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội chia sẻ: Tranh thủ giờ nghỉ trưa, mình sắm lễ đơn giản đến lễ mẫu. Từ nhỏ, mẹ thường đưa mình đến phủ lễ Thánh Mẫu dịp đầu năm mới để cầu mong một năm tốt đẹp và lễ tạ vào tháng chạp cuối năm để cảm tạ thành mẫu đã che chở cho gia đình mình cả năm qua. Đến lớn thành lệ, năm nào mình cũng đều đặn đi lễ đầu năm, cuối năm như vậy. Lễ tạ cuối năm, đa số mọi người đều chuẩn bị hoa quả, bánh trái, sớ, tiền vàng cho mỗi mâm lễ. Người dân chuẩn bị mâm lễ và sẵn sàng dân cúng với mong muốn gặp bình an, may mắn, nhiều tài lộc trong tháng cuối năm. Các khu vực như Phủ Chính, Điện Sơn Trang, Lầu Cô, Lầu Cầu, người dân đến dâng lễ rất đông phía bên ngoài phủ tây hồ những bản viết sớ cầu sức khỏe phúc lộc tình duyên lễ tạ được xếp thành hàng dài sát lối đi vào cổng phủ nhiều thầy đồ không quản ngại trời rét đã mở hàng phục vụ nhu cầu của người dân được biết nội dung sớ tùy theo ý khách từ cầu tài lộc sức khỏe đến tình duyên những tờ sớ cũng đa dạng mẫu mã và ngôn ngữ nhưng đa phần các thầy đồ sẽ sử dụng sớ với chữ nho theo đúng quan niệm dân gian không chỉ những người lớn tuổi mà còn có khá nhiều các bạn trẻ cũng đến phủ tây hồ và dâng lễ Càng về trưa, người dân đổ về khu vực phủ Tây Hồ ngày càng đông. Hòa chung bầu không khí náo nức khi chỉ còn ít ngày nữa là đón Tết Nguyên đán năm 2024, tại khu vực hội chợ Xuân, phía trước sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã trưng bày những cây đào, cây mai được đúc từ đồng và mạ vàng 24K vô cùng ấn tượng độc đáo. Những cây đào, cây mai mạ vàng 24K mang ước vọng đón chào một năm mới vươn cao, vươn xa, nhiều tài lộc, thịnh vượng và may mắn được bày bán tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình. Chị Hương người bán hàng chia sẻ, cây đào và mai mạ vàng xuất hiện được vài năm nay đang dần dần được người dân ưa chuộng. Những sản phẩm này đều được làm thủ công dưới bàn tay chế tác của nghệ nhân. Công đoạn phức tạp nhất là chế tác cánh hoa và nhụy hoa, vì công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ và tay nghề cứng cáp. Một cây bồ đề bằng đồng được mạ 20,8 chỉ vàng 24K, cao 80 cm, nặng 20 kg, chế tác trong 64 giờ được bán với giá gần 200 triệu đồng. Cả chi tiết mạ vàng đều phủ lớp nano để bảo vệ vàng được lâu và chống bám bụi. Toàn bộ công đoạn phải rất tỉ mỉ, thời gian hoàn thành phụ thuộc vào kích thước của sản phẩm. Đáng chú ý, sự xuất hiện của hai cây đào và mai mạ vàng được bán với giá gần 3 tỷ đồng một cây. Cặp cây độc đáo này được đúc từ đồng nguyên khối và mạ vàng 24K. Trong đó, cây hoa đào có chiều cao 180cm, được vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Cây mai có chiều cao 160 cm. Mỗi bông hoa gồm 5 cánh, đại diện cho ngũ phúc, hạnh phúc, may mắn, trường thọ, thành công và hòa bình. Mỗi cây sử dụng hết khoảng 2 đến 3 cây vàng để mạ. Phía ngoài cũng được phủ một lớp nano cao cấp để bảo vệ vàng và chống bám bụi. Về phong thủy, cây đào còn được xem là tinh hoa của ngũ hành, có thể trừ bách quỷ và mang đến một cuộc sống bình an, thuận lợi và may mắn cho gia chủ. Ngoài ra, tại gian hàng còn có chậu lan hồ điệp 9 tầng hoa có tên cửu long tranh châu, cao khoảng 4m, tán rộng gần 2m, nặng hơn 1 tấn, được giao bán với giá khoảng 3,86 tỷ đồng. Anh Ngô Văn Nghiệp, chủ nhân gian hàng cho biết, châu lan được ghép bởi 2.686 cảnh hoa lan hồ điệp, sử dụng 9 màu hoa lan tạo thành 9 tầng. Bình đá được tạc riêng và sử dụng hết 5 lượng vàng để rát. Riêng chậu đã nặng khoảng hơn 1 tấn, do 4 nghệ nhân lành nghề và 5 thợ phụ làm trong khoảng 3 tháng. Để vận chuyển chậu từ Thái Bình lên Hà Nội, phải sử dụng hai cần cầu và hai xe nâng. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy Văn cho biết, từ đêm ngày 26 tháng 1, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường, miền Bắc chuyển mưa nhỏ dài rác, rét đậm rét hại kéo dài trong 3-4 ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 1, nền nhiệt tiếp tục tăng từ 1 đến 2 độ mỗi ngày ở các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên, thời gian này, trời tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn. Dự báo những ngày tới, nền nhiệt khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng nhẹ. Đến khoảng ngày 28 tháng 1, khu vực này có thể thoát khỏi ngưỡng rét đậm rét hại. Tuy nhiên, khoảng thời gian từ 26 đến 28 tháng 1, trời tiếp tục có mưa rải rác. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, phải sau ngày 28 tháng 1, tình trạng rét đậm rét hại mới được cải thiện, nhiệt tăng. Với diễn biến rét đậm rét hại sẽ ảnh hưởng đến con người và cây trồng vật nuôi. Trong những ngày rét đậm rét hại, không được sưởi ấm bằng than tổ ong vì có thể gây ngạt, ngộ độc. Các khu vực nuôi trồng cần được che chắn, giữ ấm cho cây trồng và gia súc. Rét đậm rét hại kèm theo sóng lớn ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy hải sản, người dân cần phải lưu ý. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Rét đậm rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm, ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Thưa quý vị, so với năm ngoái, Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tăng điểm bắn pháo hoa lên 8, gồm 2 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp. Chiều ngày 25 tháng 1, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn. Tại buổi họp báo, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 8 điểm để chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và đêm giao thừa trong thời gian 15 phút. Cụ thể, hai điểm bắn pháo hoa tầm cao được bố trí tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi. Còn 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại đền tưởng niệm di tích Bến Nọc, thành phố Thủ Đức, công viên Đầm Sen quận 11, quảng trường rừng Sác, huyện Cần Giờ, khu di tích Láng Lê Bầu Cò, huyện Bình Chánh, công viên văn hóa quận Gò Vấp, khu di tích lịch sử ngã Ba Rồng, huyện Hóc Môn. So với đêm giao thừa Tết Nguyên đán năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm một điểm bắn pháo hoa tầm cao và một điểm bắn pháo hoa tầm thấp trong năm nay. Ngoài bắn pháo hoa phục vụ bà con và du khách, Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức 3 đường sách tại các địa điểm. Lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn tại đường Lê Lợi chỉ tổ chức vào dịp Tết hàng năm. Đường sách Thành phố Thủ Đức tại đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức. Đường sách Nguyễn Văn Bình tại đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao đang xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về các địa điểm chiếu sáng nhân dịp Tết Nguyên đán tại 7 tuyến đường tại khu vực quận 1 gồm Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Lê Lợi, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch và tại năm quận Bình Thạnh, Bình Tân, quận 6, quận 4, quận 11. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Xuân quê hương tại thành phố mang tên Bác với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh viết tiếp thiên anh hùng ca người sáng. Dù tới nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy GN1 gây ra nguy cơ gia tăng đối với sức khỏe cộng đồng so với các biến thể đang lưu hành khác, nhưng HCDC vẫn cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh khi Tết cận kề sau khi ghi nhận biến thể phụ GN1 của virus SARS-CoV-2. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố vào chiều ngày 25 tháng 1, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, đã đưa ra cảnh báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Theo bà Nga, hiện nay WHO đang theo dõi 5 biến thể của COVID-19 cần quan tâm gồm XBB.1.5, XBB.1.16, EG.5, BA.2.86 và JN.1. Với kết quả giám sát mới trong tháng 12, thì ngoại trừ biến thể EG.5, các biến thể phụ cần quan tâm khác đều đã phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự gia tăng của JN.1 tại một số quốc gia cho thấy biến thể này có khả năng lây truyền cao hơn hoặc lẩn tránh hệ thống miễn dịch của con người tốt hơn. Tuy nhiên, bà Nga khẳng định hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy JN.1 gây ra nguy cơ gia tăng đối với sức khỏe cộng đồng so với các biến thể hiện đang lưu hành khác. Nhìn chung khi mắc COVID-19, các triệu chứng có xu hướng giống nhau giữa các biến thể. Triệu chứng và mức độ nghiêm trọng khi mắc COVID-19 thường phụ thuộc nhiều vào khả năng miễn dịch và tình trạng sức khỏe của chúng ta. Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, trong bối cảnh Tết Nguyên đán cận kề, việc giao lưu đi lại sẽ đẩy mạnh, nguy cơ gia tăng số ca mắc và nhập viện do COVID-19 là hiện hữu. Không chỉ COVID-19, những bệnh lây qua đường hô hấp cũng có khả năng tăng cao. Vậy nên các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ như người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai, cần tăng cường các biện pháp tự bảo vệ như tiêm vaccine phòng COVID-19, quản lý tốt bệnh nền là điều hết sức quan trọng và cần thiết. HCDC khuyến cáo người dân không nên chủ quan, lơ là, nên đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi tập trung đông người hoặc khi có triệu chứng hô hấp. Đặc biệt, người dân cũng tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh, đường hô hấp như ho, sốt, khó thở người thuộc nhóm nguy cơ cần được tiêm chủng đầy đủ vaccine, kể cả COVID-19 và những loại vaccine khác như phế cầu, viêm hô hấp. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả phòng bệnh, người dân thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, xúc miệng, họng bằng nước xúc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng vào mũi khi ho hoặc hắt hơi. Người có triệu chứng mắc bệnh cần đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người thuộc nhóm nguy cơ, đến cơ sở y tế để được chẩn đoán xét nghiệm, điều trị, bà Nga khuyến cáo. Về công tác tiêm chủng, hiện thành phố Hồ Chí Minh đã được nhận nguồn vaccine phòng COVID-19 do Bộ Y tế cung cấp, cũng như duy trì tổ chức tiêm chủng hàng ngày tại các trạm y tế của 22 quận huyện, thành phố Thủ Đức. Bất chấp thời tiết với không khí lạnh rét buốt, nhiều tiểu thương vẫn đốt lửa dựng lều bạt, mang theo chăn màn bếp núc để tiện canh giữ những chậu hoa, cây đào ngoài về hè vì sợ mất trộm. Thời tiết về đêm ở Hà Nội những ngày qua duy trì mức lạnh sâu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại thứ hai trong mùa đông. Dự kiến, đợt rét này kéo dài tới 28 tháng 1. Trong đó, hai ngày 22, 23 tháng 1 là ngày rét nhất. Khu vực đồng bằng thấp nhất dưới 10 độ, vùng trung du dưới 7 độ và vùng núi cao dưới 0 độ. Khoảng một tuần nay, các tuyến đường ở Hà Nội xuất hiện nhiều tiểu thương dựng liều đốt lửa, che bạt qua đêm ngay vỉa hè để trông cây cảnh dịp Tết Nguyên đán 2024. Tuyến đường Vạn Phúc quận Hà Đông là một trong những điểm bán cây cảnh sầm uất nhất thủ đô vào dịp Tết. Tại đây, những người buôn cây phải dựng lều tạm chỉ vừa đủ cho hai người ngủ và thay phiên nhau thức trông cây. Vì sinh hoạt trong điều kiện tạm bợ nên các tiểu thương ăn uống rất đơn giản. Họ sử dụng các thực phẩm dễ mua như đậu giò. Để thức ăn không bị nguội lạnh, họ dùng các ca điện, nồi điện giữ nhiệt. Hà Nội vẫn còn chịu rét đậm rét hại trong những ngày tới. Vì vậy, đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng không ít. Với những người lao động chân tay, các tiểu thương, thời tiết khắc nghiệt càng khiến họ thêm vất vả. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.